Chiều nay 15 tháng 4, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng đã chủ động theo dõi và chuyển hướng các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu từ tuần trước để tránh xa các khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi xung đột quân sự ở Trung Đông. Theo đó, các chuyến bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Paris, Frankfurt, London được điều chỉnh qua Trung Quốc, Mông Cổ, Nga thay vì Trung Đông và Trung Á. Việc thay đổi này kéo dài thời gian bay giữa Việt Nam và châu Âu thêm khoảng 15 phút, đồng thời phát sinh nhiều chi phí khai thác cho hãng. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn, Vietnam Airlines sẽ duy trì việc điều chỉnh đường bay cho đến khi tình hình căng thẳng ở Trung Đông kết thúc. Hiện Vietnam Airlines có 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần trên đường bay giữa Việt Nam và châu Âu.